Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ở miền Bắc, một đợt không khí lạnh mới đang tiếp tục tràn xuống, làm cho Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác vài nơi, khiến cho nền nhiệt có xu hướng giảm đi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ 21 đến 24 độ. Từ đêm nay, Bắc Bộ trời rắc trở lại với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao từ 10 đến 12 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này kéo dài cho đến ngày 16 tháng 12 và sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống. Đến với thời tiết miền Trung, về chiều tối hôm nay cũng chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, khiến cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Định nhiều nơi sẽ có mưa rào và có nơi có dông trở lại. Với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế hạ xuống từ 23 đến 24 độ. Còn tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn 25 đến 29 độ. Từ đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay trời nắng ráo, nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên sẽ dao động tăng khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn tại Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Về đêm và sáng sớm mai, trời rét nhẹ ở Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Còn se lạnh ở các tỉnh thành Nam Bộ với mức nhiệt từ 22 đến 25 độ. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa có gió đông bắc tiếp tục mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7 và cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên khu vực vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại một vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và mạnh lên thành bão. Khoảng tầm ngày 17 tháng 12, cơn bão này có thể vượt qua đất liền Philippines đi vào biển Đông nước ta và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, với sức gió mạnh cấp 12 giật cấp 14, có thể đổ bộ vào đất liền nước ta, nên bà con cần hết sức chú ý theo dõi về vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của cơn bão để tiếp tục phòng tránh. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.